Alo, Đông Giang, tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Đồng Hâm Giao bị bắt cóc rồi. Phía bên này không có ít người mang súng trên người. Thực sự đã bị bắt rồi sao? Đúng. Cậu gửi vị trí cho tôi. Bây giờ tôi qua đó ngay. Được. Chỉ một mình cậu. Ông già đã dứt tôi vào lãnh cung rồi. Tôi nào có ai nữa. Vũ khí đâu? Vũ khí cái gì? Vũ khí mang vũ khí. Cậu thế này có khác gì không đến không? Nào. Đối hai. Nào các vị. Ai đó? Nào. Đừng căng thẳng như vậy. Tôi đến để chơi bài. Cô không sao chứ? Hai người đừng đốt tim nữa, mau chóng rời khỏi chỗ này đi. Chuyện đóng phim thật à? Đủ rồi đó. Người anh em, xem ra tôi không thể sống tiếp ra ngoài được nữa rồi. Đừng nói những lời xui xẻo. Đây là em gái tôi. Nếu như cậu thật sự cảm thấy nợ tôi, tìm nó giúp tôi, đồng ý với tôi. Anh sao vậy? Cô ở đây an toàn hơn ở chỗ tôi. Cách để tránh khỏi nguy hiểm không phải là trốn đi, mà là đi tìm nguồn gốc. Mấy ngày nay ngoài điện thoại của tôi ra, cô đừng nghe máy của ai hết. Phạm là người thông qua vị trí điện thoại mà theo dấu cô, đều sẽ bị truyền tín hiệu định vị sai. Còn có câu hỏi gì không? Không. Em chỉ cảm thấy hình như anh đã thay đổi rồi. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Sao nhìn kinh trọng giống như đang có tâm sự gì chứ? Cảm ơn. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tôi cũng không rõ tình hình cụ thể. Có manh mối gì không? Nói ra thì cũng kỳ lạ. Nếu không phải có một người, tôi cũng không biết nên tìm Đồng Hâm Giao thế nào. Là anh ta cố ý dẫn tôi đi nơi đó. Con người này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn đột nhiên biến mất. Đồng Giang, cậu không cảm thấy chỗ đó rất quen sao? Tôi nhớ là đất dưới danh nghĩa của tập đoàn Nhất Thần. Tôi về nhà tra xem.
Ông già, rốt cuộc ông ta đang có âm mưu gì đây? Sao có thể liên quan đến Trung Trạch và Đồng Hâm Giao? Châu chấu đá xe.